Thưa quý vị, Việt Nam sẽ có bộ tiêu chí về phân loại xanh và hệ thống ngành kinh tế xanh. Phát triển kinh tế xanh đang là ưu tiên hàng đầu, là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia và Việt Nam cũng đang nỗ lực đi trên con đường này. Dưới góc độ doanh nghiệp kinh tế xanh mang lại cách nhìn mới về mối quan hệ giữa thị trường, khách hàng và tài nguyên thiên nhiên, từ đó góp phần thúc đẩy các mô hình kinh doanh sáng tạo, các công nghệ đột phá giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng cao hơn, giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải CO2, tăng cường chuỗi cung ứng và bảo tồn tài nguyên. Hôm nay ngày 1 tháng 7, tiền lương cơ sở chính thức được tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng, tăng 30%. Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 15%, lương tối thiểu vùng tăng 6%. Đây là chính sách được mong chờ và đem lại nhiều niềm vui cho hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước. Song theo ghi nhận trên báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều ý kiến cho rằng là nếu không quan tâm các giải pháp đồng bộ thì tăng lương không kịp tăng giá. Mặt khác khi mà tăng lương thì giảm trừ gia cảnh cũng phải tăng tăng 30% lương thì ít nhất mức giảm trừ gia cảnh cũng phải tăng 30%, thậm chí là 50%. Cùng với việc mức lương cơ sở tăng từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh tăng 15%. Bài viết trên báo thời nay khẳng định, đây là mức tăng lương hưu cao nhất từ trước đến nay nhằm bảo đảm ổn định đời sống người nghỉ hưu. Theo thống kê, có khoảng 3,3 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được tăng 15% lần này, bao gồm tất cả những người đang hưởng lương hưu qua các thời kỳ, không phân biệt người làm trong khu vực nhà nước, khu vực doanh nghiệp, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với mức điều chỉnh như vậy, thì quỹ bảo hiểm xã hội tuy còn khó khăn nhưng vẫn bảo đảm cân đối trong dài hạn. Theo bài viết trên báo Lao động, bức tranh sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã có những gam màu sáng, Song sự hồi phục chưa đồng đều do có nhiều ngành vẫn còn phụ thuộc lớn vào thị trường tiêu thụ toàn cầu, đặc biệt là nút thắt biển đỏ đang làm cho chi phí vận chuyển tăng cao, khiến cho lợi nhuận doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp về khơi thông sản xuất, phát triển ổn định nguồn cung cho xuất khẩu và thị trường trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng, đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Báo Đại đoàn kết dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản quý 2 năm 2024 ước đạt 2.439,5 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thủy sản đã có những dấu hiệu phục hồi trở lại, nhất là trong quý 2, nên là người dân mạnh dạn đầu tư và sản xuất. Mặc dù vậy, theo đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, yếu tố thị trường đang chi phối giá xuất khẩu và giá nguyên liệu thủy sản. Sau chúng ta kỳ vọng là các thị trường nhập khẩu chính sẽ tốt lên. Đặc biệt là thị trường Mỹ hồi phục sẽ định hướng và tác động tích cực đến các thị trường khác. Thông tin về việc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề xuất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khoảng 33.000 căn hộ chung cư của hàng trăm dự án nhà ở có sai phạm về quy hoạch, giấy phép xây dựng đang nhận được rất nhiều quan tâm từ dư luận. Theo ghi nhận trên báo Kinh tế và Đô thị, bên cạnh tâm trạng vui mừng của các gia đình đang sinh sống tại những căn hộ này nhiều ý kiến cho rằng để tránh tình trạng các chủ đầu tư khác sẽ đi vào vết xe đổ hoặc lợi dụng tiền lệ để tiếp tục tạo ra những vi phạm trong thời gian tới đây thì cần phải xử lý nghiêm những vi phạm đã xảy ra thậm chí là xử lý nặng một số trường hợp làm điển hình Ngay sau khi kết thúc môn thi toán tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2024, báo Tuổi Trẻ đã công bố gợi ý bài giải và đáp án do AI thực hiện. Nhiều người ngạc nhiên vì độ nhanh và chính xác và hợp lý của bài giải. Điều này một lần nữa đặt ra nhiều suy nghĩ về tính cấp thiết phải thay đổi cách dạy và học trong bối cảnh mới. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng là nên tận dụng AI như công cụ hỗ trợ. Học sinh có thể sử dụng AI để tra cứu thông tin, giải thích các khái niệm toán học khó hiểu, luyện tập giải toán và nhận phản hồi tuy nhiên cần lưu ý rằng là ai chỉ là công cụ hỗ trợ không thể thay thế hoàn toàn cho việc học tập và rèn luyện tư duy của bản thân